Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta có Đức Thánh Linh là đấng thông công với Hội Thánh. Amen. Đây rất là nhiều người nói chuyện với Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh phán dạy, Đức Thánh Linh bày tỏ nhiều phép lạ xảy ra cho đời sống của mình. Đây là điều rất là tuyệt vời. Amen. Không có Đức Thánh Linh chúng ta chẳng làm chi được. Phải vậy không ạ? Nên là không có Đức Thánh Linh chúng ta đời sống xác thịt và trống rỗng mà thôi. Nên chúng ta cần Đức Thánh Linh, có mối thông công với Đức Thánh Linh, và chúng ta tiếp tục bước theo cách mới của Đức Thánh Linh. Amen. Có một câu kinh thánh Roma đoạn 7 câu số 6. Nó nói như thế này: nhưng bây giờ chúng ta được thoát khỏi luật chết đối với điều đã giam giữ chúng ta, để chúng ta phục vụ trong cách mới mẻ của Đức Thánh Linh, chứ không còn theo cách cũ của văn tự nữa. Nhưng bây giờ chúng ta được thoát khỏi luật chết đối với điều đã giam giữ chúng ta. Chúng ta phục vụ trong cách mới mẻ của Thánh Linh, chứ không còn trong cách cũ của văn tự nữa. Bởi vì văn tự làm cho chết, nhưng mà Thánh Linh làm cho sống. Amen. Năm mới, cách mới của Đức Thánh Linh. Amen. Năm mới theo cách mới của Thánh Linh. Amen. Chúng ta nói với người bên cạnh rằng năm mới bạn sẽ theo cách mới của Thánh Linh. Amen. Cảm ơn Chúa. Thánh Linh có nhiều cách mới để chúng ta có thể bước theo cách mới của Đức Thánh Linh. Vừa rồi có tới của Chúa một thầy các nhân đã đọc về Sanchari đoạn 10 câu số 1: hãy cầu xin Chúa ban mưa xuống vào mùa mưa xuống. Chúa là đấng tạo ra sắp xếp và Ngài ban mưa rào cho loài người và ban cho mỗi người thực vật ngoài đồng. Mạng lệnh của Chúa là chúng ta cần phải cầu nguyện để cơn mưa của Thánh Linh đổ xuống trong mùa xuân này. Amen. Và khi mà Thánh Linh đổ xuống thì chúng ta thấy rằng là ngoài đồng nó sẽ có nhiều thực vật để mà nuôi dưỡng chúng ta. Amen. Bởi vì Thánh Linh của Chúa đến đâu thì nơi đó có sự sống. Thánh Linh của Chúa đến đâu thì nơi đó cá nó sống và các cây hai bên bờ sông đó được sống. Trong Ê-xê-chiêl 47 chúng ta nhớ mà, bởi vì dòng sông nó chảy đến đâu thì nước biển trở nên ngọt, dòng sông nó chảy đến đâu thì cá nó sống và cây hai bên bờ sông nó sống và ra trái 12 mùa luôn, phải không ạ? Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa bảo chúng ta phải cầu nguyện và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ xuống trên đời sống của chúng ta, trên dân sự của Đức Chúa Trời, trên đất nước của chúng ta. Và chúng ta thấy được rằng đây là lời tiên tri của Sanchari. Đạo giáo sự của Chúa phải cầu nguyện để cơn mưa xuống, cơn mưa của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Vì các thần tượng nó sự dối trá, phải không ạ? Các thần tượng nó sự hư không, và thầy quái nó sự dối trá, chúng nó yên ủi đúng nhưng và nhân đang đi như không có người chân, và không có người chân thì chúng nó không đại. Amen. Chúng ta thấy rằng thế giới này đầy dẫy sự chết, thế giới này đầy dẫy thầy quái, thần tượng, họ thơ thần tượng, nên đem lại cho chấp sự của Chúa nhiều điều đau đớn. Họ nhiều lúc không đủ đức tin để tin cậy nơi Đức Chúa Trời, rồi họ bị áp lực, bị tấn công bởi xung quanh bên ngoài, bởi vương quốc của sự tối tăm, bởi thầy bói, bởi sự dối trá. Nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến thì mới đem lại sự sống cho dân sự của Đức Chúa Trời. Amen. Thánh Linh là sự sống, chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh rồi. Amen. Chúng ta biết được cơn mưa xuân, cơn mưa của Đức Thánh Linh đổ xuống thì
trước cơn mưa đó là Chúa Giêsu đầy dậy thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. Trước cơn mưa đó là Chúa Giêsu đầy dậy thánh linh của Đức Chúa Trời, và Chúa Giêsu công bố rằng là thần của Chúa được trên ta, vì Ngài sức dầu cho ta để giảm tiếng lành cho người nghèo khổ. Ngài đã sai ta đem kẻ nô lệ được tự do, kẻ mù loà được sáng mắt, kẻ bị ức hiếp được giải thoát, và công bố năm thi âm của Chúa. Amen. Thánh linh của Đức Chúa Trời ở trên người nào đó thì người đó được sức dầu. Trong thời cựu ước, các tiên tri, các thầy tế lễ hay là những nhà lãnh đạo, khi được sức dầu thì thánh linh của Ngài tác động đến đời sống của họ, và họ là trở nên những người vĩ đại, họ trở nên những con người siêu nhiên, họ trở nên những con người phi thường, làm những việc phi thường cho Chúa Trời. Amen. Và chúng ta biết được đến thời công ước, thánh linh của Đức Chúa Trời cũng đầy dậy trong Giăng Báp Tít. Giăng Báp Tít đầy dậy Đức Thánh Linh từ khi trong lòng mẹ, phải vậy không ạ? Và ông giảng về thiên đàng, hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần, hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Thiên đàng bắt đầu rao giảng ở Giăng Báp Tít. Rồi sau đó đoạn tố câu 17 thì Chúa Giêsu giảng tiếp tục, hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Amen. Và thiên đàng đã đến trong thời kỳ Chúa Giêsu. Amen. Bởi vì Chúa Giêsu được thiên đàng đến, và Ngài đem thiên đàng đến, và Ngài được sức dầu, Ngài đầy dậy Đức Thánh Linh để giảng dạy. Amen. Khi một người đầy dậy Đức Thánh Linh và giảng dạy thì người ta thấy rất rõ là những điều lạ lùng trên cái người đó. Chúa Giêsu giảng dạy và họ nói rằng là Chúa Giêsu giảng dạy với có quyền, không phải như các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Amen. Bởi vì Ngài đầy dậy Đức Thánh Linh. Amen. Ngài đầy dậy Đức Thánh Linh nên Ngài giảng dạy có quyền, và Ngài đã đem cái sự tự do, đem cái sự giải phóng hoàn toàn tất cả những con người nô lệ. Chúng ta biết được là con người đầy dậy tội ác, mà tội lỗi thì nó lệ cho tội lỗi. Và từ Adam Eva cho đến đời Chúa Giêsu thì chúng ta biết được con người ở trong tội lỗi, trong sự nô lệ của Satan. Họ là người đầu tiên được quyền quản trị địa cầu, nhưng mà sau đó họ đã bán cho ma quỷ, và ma quỷ trở thành ông chủ, và họ trở thành người nô lệ. Và tất cả những người sau Adam đều trở thành nô lệ cho Satan, nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho thế gian, nô lệ cho nhiều điều mà người ta có gọi là thần tượng. Chúa Giêsu đến, Ngài được sức dầu, Ngài giải phóng hoàn toàn những người nô lệ ra khỏi. Amen. Những người mù mà không thấy chân lý của Đức Chúa Trời, không thấy được Đức Chúa Trời, không thấy được chính mình là ai, thì cũng được ra khỏi mù lòa để được sáng mắt, để mà nhìn thấy Đức Chúa Trời của mình. Amen. Nhìn thấy địa vị của mình. Và những người nô lệ thì hay bị áp bức, bị đánh đập, bị khổ sở, đau đớn, và Chúa Giêsu cũng giải phóng người đó ra khỏi bị áp bức. Và Ngài công bố năm thi âm, có nghĩa là năm thứ 50. Năm đó là năm những người nô lệ, những người áp bức, những người mù lòa được giải phóng một cách hoàn toàn. Amen. Amen có nghĩa là ra khỏi vương quốc đó năm, ra khỏi sự nô lệ cho Satan, ra khỏi nô lệ cho tiền bạc, ra nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho xác thịt, nô lệ cho tất cả những công việc làm của chúng ta nữa, ra khỏi hết. Và Chúa nói rằng hôm nay lời đó, kinh thánh đó là được ứng nghiệm. Amen. Có nghĩa là cách đây 2000 năm Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta rồi. Amen. Bây giờ chị em còn nô lệ cho ai không? Bây giờ là con của Đức Chúa Trời được tự do trong thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta ngày hôm nay là con của Đức Chúa Trời thì được tự do trong thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. Con của Đức Chúa Trời thì không còn nô lệ cho Satan, nhưng mà trên quyền Satan. Chúng ta hãy nhớ danh Chúa Giêsu mà đuổi quỷ, dùng tiếng nói mà nói các sách trong tay, nếu giống chỉ đọc chẳng hài gì, rồi tay cái làm cái đau Satan. Con của Đức Chúa Trời không còn nô lệ cho tiền bạc, không còn nô lệ cho công an việc làm, không còn nô lệ cho tội lỗi, không còn nô lệ cho xác thịt nữa, không còn nô lệ cho bất cứ cái gì cả. Bởi vì con của Đức Chúa Trời là vô cùng lớn lao, vô cùng cao quý. Và chúng ta là con của Cha Thiên Đàng,
chúng ta làm việc cho cơ quan trung ương tốt thêm. Amen. 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 Đừng bỏ việc của mình mà đi làm những công việc của thế gian này. Có nghĩa là đừng có bỏ cái chức phận là công chúa của Đức Chúa Trời hay là hoàng tử của Đức Chúa Trời để đi làm gọi là kiếm ăn, gọi là cơm áo gạo tiền. Điều này quý bạn chị em có anh em với tôi không ạ? À? Tôi không bảo là quý vị ngưng đừng có làm việc, nhưng mà chúng ta là ra khỏi nô lệ rồi thì chúng ta là bà chủ, là ông chủ chứ không phải là nô lệ. Chúng ta làm những việc Chúa cho chúng ta làm, chúng ta làm cái trung tín bằng. Nhưng mà Chúa nói rằng là đừng lo ngày mai ăn gì uống gì mặc gì, điều đó là dân ngoại thường tiện. Amen. Những người nô lệ nó tìm, còn bây giờ anh chị em không còn nô lệ nữa, anh chị em là con của Đức Chúa Trời rồi, của Cha là của con. Amen. Chúng ta thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, bởi vì nếu là con là thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Amen. Phải là như vậy. Và chúng ta tìm, nhưng trước hết là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài thì Ngài sẽ cho thấy chứ. Chúng ta nói đi vậy. Trước hết là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, chúng ta có cung kinh thánh nói về nước của Đức Chúa Trời, nói về thiên đàng trong đó tất cả mọi nhu cầu, tất cả mọi năng đề, tất cả đều được giải quyết bởi thánh đức của Đức Chúa Trời. Amen. Nay chúng ta nằm ở đây, hãy theo cách mới của thần. Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh và công bố sự tự do cho tất cả nhân loại. Và sau khi Chúa về trời thì Chúa bảo môn đồ của Ngài ở trong phòng cao tiếp tục cầu nguyện, họ cầu nguyện suốt 10 ngày. Và cơn mưa của Thánh Linh đã đổ xuống trên họ. Đó là ngày lễ Tổ Tiên. Amen. Ngày lễ cuối cùng, ngày lễ mà gọi là mùa gặt đó. Sau mùa gặt thì gọi là cơn mưa xuân đó sẽ đổ xuống. Và ngày lễ cuối cùng đó, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ đầy tràn đầy tất cả những môn đồ trên phòng cao, khoảng 120 người đó. Và họ trở thành những con người rất là quyền năng, những con người rất là siêu nhiên cho Đức Chúa Trời, chứ không còn tự nhiên nữa. Amen. À, một người gọi là dốc nát không học mà người ta nói như Phi-e-rơ trở thành một sứ đồ của Đức Chúa Trời, một bài giảng ban mà người tin nhận Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ ông còn theo luật pháp nữa, không còn theo cái cách luật của sự chết nữa, bởi vì luật pháp làm cho người ta biết tội, mà tội là phải để tội thì phải chết, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ họ không theo luật pháp nữa, nhưng mà họ theo cách mới của Đức Thánh Linh. Phi-e-rơ giảng một bài giảng đầy dẫy Đức Thánh Linh và nhiều người nghe thì họ chịu không nổi, họ nói chúng tôi phải làm gì, chúng tôi phải làm gì để được cứu. Và ông kêu gọi ăn năn hối cải, chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Và chúng ta thấy rằng là cái cách của Thánh Linh đầy dẫy trong công vụ các sứ đồ, đầy dẫy trong hội thánh đầu tiên, khi rồi đi nhắn vào cửa đẹp, Thánh Linh đo cái cách của ông cho ông đó là kêu người què đó nhả lên, mà một phép lạ sờ sờ mà người què từ đó sinh ra bây giờ nhả lên mà gửi khen Đức Chúa Trời là cùng đi với Phi-e-rơ và dân. Amen. Đó là cách mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời phán với Phi-e-rơ. Amen. Phải phải không ạ? Qua động năm thì Ananias Sapphira phải cả chết vì nói dối Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đó là cái cách mà Thánh Linh hành động. Và chúng ta nhớ rằng là Thánh Linh là đấng lãnh đạo, Thánh Linh là đấng lãnh đạo hội thánh của Chúa. Thánh Linh có một cái uy quyền rất lớn trên hội thánh của Đức Chúa Trời. Phải vậy không? Khi Ngài phát là uy quyền, khi Ngài bảo, khi Ngài mặc khải, họ làm theo, đó là uy quyền của Đức Thánh Linh, vì Ngài chính là đấng lãnh đạo hội thánh, đấng đã thiết lập hội thánh của Chúa. Amen. Trong công vụ đoạn 13, khi họ kiên nhẫn cầu nguyện trong hội thánh Antioch, Thánh Linh phát để viên Ba-na-ba và sau hơn trong ta để mà truyền giảng cho dân ngoại. Amen. Rồi hội thánh của Chúa phục hồi và cầu nguyện sức dầu và sai họ đi theo lệnh truyền của Đức Thánh Linh. Amen. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng lãnh đạo hội thánh, Thánh Linh của Đức Chúa Trời có quyền trên hội thánh của Chúa. Amen. Ngày hôm nay Thánh Linh có quyền trên hội thánh không? Ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Đức Thánh Linh là phán cho hội thánh, mà hội thánh phải nghe lời Đức Thánh Linh phán. Amen. Và tôi thấy nhiều người đã nghe lời Đức Thánh Linh phán, và khi nghe Thánh Linh phán thì
có đức tin. Phải vậy không? Và có đức tin thì biết chắc. Biết chắc thì dám làm thì phép lạ nó xảy ra. Amen. Và phép lạ xảy ra thì giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta ra khỏi cái luật lệ, nhưng bây giờ chúng ta được chết. Bây giờ chúng ta được thoát khỏi luật chết đối với điều đã giam giữ chúng ta. Cái luật pháp đó là cái luật của sự chết, giam giữ đời sống của chúng ta, giữ họ suốt 1500 năm trong luật pháp của dân Israel. Bây giờ không còn ở trong luật của sự chết, nhưng mà luật theo luật mới của pháp luật. Roma đoạn 8 câu số 2 nói rằng là chúng ta theo luật của Thánh Linh sự sống giải phóng chúng ta ra khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Amen. Luật của Thánh Linh sự sống giải phóng chúng ta ra khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Amen. Chúng ta đã thoát khỏi ra khỏi luật của tội lỗi và sự chết, bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Phải vậy không? Bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, vì có tội lỗi thì có sự chết, và sự chết đang rộng khắp mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. Amen. Và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, tội lỗi của chúng ta đã được rửa sạch, tẩy sạch. Thân thể hai chết chúng ta cũng được tẩy sạch và làm sống lại hoàn toàn. Bây giờ chúng ta cũng là một cái thân thể này. Ngày xưa chúng ta cũng là cái thân thể này, nhưng mà thân thể ngày xưa thì ô uế, đầy dẫy sự chết, gọi là thân thể hai chết. Ai có thể cứu tôi ra khỏi thân thể hai chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn cái thân thể này, nhưng mà không phải là một cái thân thể ô uế chết chóc như ngày xưa nữa. Ngày xưa đấy, đầy dẫy tội lỗi, nó ô uế, nó đầy dẫy vào trong thân thể này. Nhưng mà bây giờ thì thân thể này không còn tội lỗi nữa. Một thân thể gọi là của lễ sống và thánh tịnh lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lễ của anh chị em. Amen. Sáng nay chúng ta đến, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Những người gọi là ngũ tuần có cái cách thờ phượng quá tuyệt, sống động, mạnh mẽ, như lẽ thật đã ghi chép trong đường đủ mọi thứ. Đó, thờ phượng như David. Ồ, thiệt quá phải không? Chúng ta có cách thờ phượng thiệt quá phải không? Nó rất là sống động mà làm cho nhiều người không buồn ngủ. Đó là cái cách thờ phượng. Nhưng mà của lễ thờ phượng đó là phải sống và thánh. Thì của lễ này mới đẹp lòng Đức Chúa Trời, mới là sự thờ phượng phải lễ của anh chị. Amen. Nhảy múa rất hay, đờn trống rất hay, ca nhạc sĩ rất hay, mà của lễ nó đầy dẫy sự chết, của lễ nó hôi thối, dơ bẩn trước mặt Đức Chúa Trời, thì không có đẹp lòng Đức Chúa Trời đâu. Amen. Nên chúng ta phải giữ thân thể của chúng ta, phải giữ tấm lòng của chúng ta luôn luôn ở trong sự sống của Thánh Linh của Chúa Trời. Luật của Thánh Linh sự sống giải phóng tôi ra khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Chỉ có bước theo Thánh Linh sự sống thì anh chị em mới ra khỏi cái tội lỗi và sự chết mà thôi. Amen. Còn nếu chúng ta không bước theo Thánh Linh của Chúa sự sống thì tội lỗi nó cứ bước vào trong đời sống của chúng ta, rồi chúng ta cứ ăn năn rồi xin tội, rồi xin tội rồi phạm tội, rồi ăn năn rồi phạm tội, rồi ăn năn, cứ như thế. Rồi nó ma quỷ nó cười trên đời sống của chúng ta, nó không đi ra nhưng mà nó lại nhảy tới. Đó mà nó không có chạy trốn nhưng mà nó tới. Bởi vì sao? Bởi vì nhà ở của nó. Phải vậy không? Nếu chúng ta thật sự ở trong sự chết, nếu chúng ta thật sự ở trong tội lỗi và tiếp tục cứ phạm tội, mà phạm tội thì phải chết. Chúa nói là tội lỗi do đây sự chết mà. Tiền công của tội lỗi là sự chết đúng không? Chúng ta có muốn chết cái thân xác này không? Thân xác này chúng ta chắc cũng không muốn chết đúng không? Mà chúng ta muốn chết đời đời không? Chắc là không muốn chết đời đời đâu, không muốn như số phận nữa rồi. Đúng rồi à? Phải không ạ? Như vậy thì chúng ta đã được huyết của Chúa Giê-xu rửa sạch chúng ta một lần, thì chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu là huyết đó có hiệu lực muôn phần hơn, rửa sạch lương tâm của chúng ta ra khỏi những công việc chết rồi. Những công việc chết mà chúng ta làm đó là thờ lại thần tượng, thờ lại người chết, thờ lại ma quỷ,
sống trong sắc tiệt tội lỗi, rồi đồng bóng phụ thế có ba cần tất cả những cái điều đó. Thứ hai, những gì thuộc về sự chết là những công việc chết mà chúng ta đã làm và tố tụng chúng ta đã làm. Ví của Chúa Giêsu rửa sạch và thánh linh của Chúa cũng đấng đã làm cho Chúa Giêsu được thể chết sống lại. Đấng đó trong anh chị em cũng làm cho thân thể hai chết của anh chị em sống lại. Thế anh chị em trở thành một cái thân thể thánh sạch là của lễ sống và thánh. Amen. Amen. Chúa đã làm cái đời sống của chúng ta rồi. Và chính chúng ta ngày hôm nay phải giữ thân thể của chúng ta. Phải giữ thật sự cả tấm lòng chúng ta, linh hồn của chúng ta. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an, thánh hóa anh chị em hoàn toàn. Nguyện xin tâm linh hồn và thân thể anh chị em được giữ vẹn cho đến ngày Chúa Giêsu chúng ta. Phải giữ một cái thân thể thánh sống và thánh để chúng ta luôn luôn đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ma quỷ nó thấy chúng ta là chạy đâu. Amen. Ma quỷ nó thấy chúng ta là la lên. Và khi chúng ta nói ra là thần linh và sự sống, và khi chúng ta sống trong thánh linh của Đức Chúa Trời thì chúng ta được giải thoát ra khỏi tội lỗi và sự chết. Amen. Tất cả là bởi thánh linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta. Anh chị em suy gẫm đi. Nếu anh chị em một tuần lễ thử đi, ngày nào cũng chào thánh linh buổi sáng rồi nói thánh linh ơi xin dẫn dắt con ngày hôm nay, rồi thánh linh phán dạy cái gì chúng ta làm theo điều đó, có gì Chúa thánh linh chịu. Amen. Phải vậy không ạ? Có không làm kia Chúa Giêsu sai cái các môn đồ đi, đi đến cái nhà kia này, mở con đường này dắt về cho ta, dắt cho đi ăn trộm nha. Phải vậy không? Có gì thánh linh chịu không? Phải vậy không? Ai có hỏi thì ra Chúa cần dùng nó. Nhìn vào thì chúng ta thấy giống như là đi ăn trộm phải không? Nhưng mà thánh linh truyền dạy thì chúng ta cũng sẵn sàng. Amen. Và có gì thánh linh giữ nhiệm. Amen. Chúng ta không có phạm tội, chúng ta không có phạm tội em rồi đâu. Amen. Và rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải biết được rằng là thánh linh Chúa dẫn dắt đời sống của chúng ta thì chúng ta phải là một con người bước theo thánh linh của chúng ta. Chỉ có thánh linh sự sống thì chúng ta mới sống mà thôi. Amen. Chúa nói với chúng ta rằng là khi thần của Chúa từ thiên cao đổ xuống trên chúng ta thì gì? Điều gì xảy ra? Sa mạc trở thành ruộng tốt và ruộng tốt trở nên rừng rậm. Amen. Khi thánh linh từ trên trời đổ xuống thì Ngài biến hóa cuộc đời của chúng ta, vì thánh linh của Chúa có đầy dẫy quyền năng để biến đổi cuộc đời của chúng ta từ sa mạc khô cằn, từ sa mạc mà để cây gốc năm cái không, người ta không có sức, nhưng mà nó sẽ trở thành ruộng tốt. Amen. Amen. Mà ruộng tốt là dương rừng rậm, không phải là chỉ có một đám ruộng tốt thôi, nhưng mà thánh linh sẽ làm cho hàng trăm mà ngàn hàng triệu tỷ người trở thành ruộng tốt và trở nên rừng rậm. Amen. Đây dạy cho chúng ta đó là thánh linh quyền năng của Đức Chúa Trời. Thánh linh ban cho chúng ta sự bình an, thánh linh ban cho chúng ta sự yên tĩnh, thánh linh là nguồn tin cậy muôn đời. Amen. Thánh linh và thánh linh chúng ta là mới này, phải theo cách mới của thánh linh chứ không theo cách cũ của hoàn cảnh. Amen. Thánh tử dẫn đến sự chết nhưng mà thánh linh dẫn đến sự sống và bình an. Điểm đặc biệt của thánh linh đó là sự thông công. Amen. Chúa thánh linh thích trò chuyện lắm. Nay ai nói chuyện với thánh linh là Chúa làm, mà không nói thánh linh thì thánh linh không có nói lại. Có phải không? Nhưng mà một sư làm chứng này nói chuyện với Đức Thánh Linh là Đức Thánh Linh nói lại. Dễ ơn. Có yên cũng vậy mà, khi nói chuyện với Đức Thánh Linh là Đức Thánh Linh trả lời. Amen không? Đối với bà chị em có thích nói chuyện với Đức Thánh Linh? Amen. Amen. Thánh Linh là Đức Chúa Trời và Ngài đang ngự trong chúng ta. Chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh thì chúng ta phải nói chuyện với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta có nhớ rằng là mình là chức thầy tế lễ nhà vua không? Mà thầy tế lễ thì phải vào đền thờ để nói chuyện với Đức Chúa Trời phải không? Thánh Linh là Đức Chúa Trời và chúng ta là thầy tế lễ. Mà thầy tế lễ nhà vua có nghĩa là thầy tế lễ cho toàn thế giới đó, chứ không phải là chỉ do dân Israel, chúng ta là dân ngoại. Mà chúng ta làm chức thầy tế lễ nhà vua có nghĩa là vua của các vua, chúa của các chúa, thầy tế lễ là cho toàn thế giới luôn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thế giới, chúng ta đi nơi nào chúng ta cũng trở thành là chức thầy tế lễ nhà vua và chúng ta trò chuyện với thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Và thánh linh luôn luôn thông công cho chúng ta. Thánh linh luôn phát, thánh linh luôn phát. Có
những cái sự yếu đuối của hội thánh. Trong 7 hội thánh thì chúng ta thấy được cái sự yếu đuối của 3 hội thánh. Trong Khải Huyền đoạn 2 đoạn 3 chúng ta nhớ rằng là 7 hội thánh đó có những cái sự yếu đuối của họ. Và Chúa Giêsu đến và Chúa Giêsu phán lại. Cái hội thánh Ê-phê-sô đó là chúng nó là người mất đi tình yêu ban đầu, rồi hãy ăn năn trở lại. Rồi chúng nó là ai thắng thì ta sẽ ban thưởng. Và ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phải. Nếu mất tình yêu ban đầu thì chúng ta nhớ rằng là phải phục hồi trở lại. Amen. Phải ăn năn và được phục hồi trở lại. Mà ai thắng thì được phần thưởng. Amen. Có nghĩa là chúng ta, cái hội thánh này hầu như là nhiều lúc quen Đức Thánh Linh, làm cái ý riêng của mình, sống trên xác thịt, cái bắt đầu mất đi tình yêu ban đầu. Bởi vì tình yêu với Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là qua Đức Thánh Linh. Amen. Là qua Đức Thánh Linh. Như vậy thì qua Đức Thánh Linh, mà không có Đức Thánh Linh thì mất đi tình yêu. Amen. Và phải ăn năn trở lại và phải thắng hơn, phải thắng hơn cái điều yếu đuối của mình. Nhiều lúc chúng ta chỉ chúng ta thấy không ưa, chúng ta ghét, mà không có cái điều đó nên chúng ta phải thắng hơn cái sự ghen ghét để chúng ta thật sự yêu anh em mình. Amen. Yêu người khác, yêu Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Cái hồng đánh xin được mơ thì chúng ta là sự sợ hãi trong những ngày hoạn nạn, sự sợ hãi. Như vậy thì hội thánh này sợ hãi và Chúa Giêsu nói rằng là đừng có sợ. Amen. Nó là rồi ai khóc thì được thưởng. Amen. Có nghĩa là thắng hơn cái sự sợ hãi. Rồi Chúa Giêsu lại nhắc lại một lần nữa, ai có ai mà nghe hay nghe lời Đức Thánh Linh phát cùng các hội thánh. Amen. Có nghĩa là họ đã bỏ qua Đức Thánh Linh, không nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh. Bởi vì chúng ta có cái bài hát là có Ngài là có thiên đàng phải không? Có Ngài là có tất cả phải không? Cái bài hát ở chúc Tết vừa rồi đó anh chị em đã hát rồi. Có Ngài là có tất cả mọi sự, có Ngài chúng ta đầy dẫy quyền năng, có Ngài chúng ta không còn sợ hãi lo lắng bất cứ điều gì phải không? Nhưng mà ở đây ra khỏi Thánh Linh của Chúa rồi thì sợ hãi. Mà sợ hãi thì sao? Chúa nói là phải thắng hơn sự sợ hãi và phải nghe Đức Thánh Linh phán. Amen. Khi Thánh Linh phán, chúng ta nhớ câu mù đoạn 4 câu 21, hội thánh của Chúa bị áp bức, bị hù dọa đủ điều. Họ cầu nguyện, họ cầu nguyện, họ kêu lên với Chúa và họ đầy dậy Đức Thánh Linh, có một trận động đất lớn luôn, đầy dậy Đức Thánh Linh và giảng dĩ và không còn sợ hãi nữa. Amen. Amen. Chúa Giêsu nhắc lại, ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán. Amen. Bởi vì thiếu Đức Thánh Linh phán là sợ lắm. Amen. Có phải vậy không? Có lúc nào anh chị em sợ hãi hoàn cảnh xảy ra, anh chị em sợ hãi không? Chắc chắn là có. Nhưng mà nếu mà nghe Đức Thánh Linh phán một câu thôi, đừng sợ, chỉ tin mà thôi, là chúng ta không còn sợ hãi nữa. Amen. Hãy phó thác cho thánh linh của Đức Chúa Trời thì chúng ta ở trong cái sự bình an. Amen. Ở trên hội thánh tôi có bằng hai vợ chồng. Anh chồng đó là anh lại tin. Anh người vợ bây giờ khô cằn quá, bây giờ cần phải tưới nước. Mà anh chồng đó, chú sắp mưa rồi. Nhưng mà cô vợ thì lo lắng, để nhiều ngày như vậy thì nó hư cà phê. Anh chồng đó là sắp mưa rồi. Và cảm ơn Chúa, bởi vì anh này, anh có đức tin và anh rất là bình an. Anh không có lo lắng là sợ hãi là phải đi tìm cách này cách kia tới, nhưng nó là sắp mưa. Bởi vì anh có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Amen. Và cảm ơn Chúa, mưa thấm thiếu, mưa đổ xuống thấm đất của mình, quá tuyệt vời luôn. Amen. Đức tin là như vậy đó, rất bình an, không còn sợ hãi nữa. Và đó là điều mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tôi nói với quý vị rằng Chúa Giêsu hiện ra, sứ đồ danh là được gọi là được cảm hóa bởi Đức Thánh Linh và được sự mặc khải là Chúa Giêsu đến. Chúa Giêsu đến, Ngài không nói rằng là ai có tai mà nghe hãy nghe ta phát, hay là ai có tai
răng mà nghe hãy nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán. Nhưng mà ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán. Bởi vì Đức Thánh Linh đóng lãnh đạo hội thánh, Đức Thánh Linh có uy quyền trong hội thánh, Đức Thánh Linh đóng dẫn dắt hội thánh, dẫn vào mọi lẽ thật, và Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ tương lai cho hội thánh. Bởi vì Ngài không nói tự mình mà nói những gì mình đã nghe và bày tỏ cho các ngươi những việc sắp xảy đến. Amen. Nên Đức Thánh Linh là vô cùng quan trọng cho hội thánh của chúng ta ngày hôm nay. Cái hội thánh thứ ba là hội thánh Bẹt Lehem. Hội thánh này thì chúng ta thấy điều gì? Ăn của cúng thần tượng rồi phạm tội tà dâm. Một số người như vậy. Chúa kêu gọi phải ăn năn. Rồi Chúa nói là ai thắng thì nó được phần thưởng. Amen. Ai thắng? Chúng ta thắng ăn đồ cúng phạm tội tà dâm chưa? Thắng chưa? Như vậy là anh chị em chưa thắng đúng không? Thắng chưa? Thắng chưa? Amen. Hãy nói người bên cạnh là bạn phải thắng. Amen. Bởi vì đồ cúng là hình tượng là quý vị chắc chắn là thắng rồi đó. Nhưng mà nhiều người nhiều lúc thấy thèm quá cũng ăn luôn đó. Nhưng mà cái tội tài dâm nó thì nó thường xuyên cám dỗ chúng ta. Amen. Chúng ta dễ sẵn sàng vào cái tội tài dâm này. Phải không? Nên chúng ta phải thắng. Phải thắng luôn đó. Bởi vì người của Đức Chúa Trời là người được thắng tẩy bởi Chúa Giê-xu và bởi thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thắng hơn của bóng thần tượng và tài dâm. Và Chúa tiếp tục nói, ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Amen. Amen. Nghe Đức Thánh Linh phán. Bởi vì họ không nghe Đức Thánh phán. Bởi vì họ thấy ý riêng đường riêng của họ. Họ thấy xác định là phạm tội thôi. Chúa nói rằng là hãy ăn năn và phải thắng hơn. Amen. Rồi bạn nghe Đức Thánh phán. Amen. Amen. Chúng ta ăn năn nhưng mà không nghe Thánh Linh phán là coi chừng. Ở đây không? Ví dụ như là một cái chàng trai kia thấy có một Satan nó đưa cô gái đẹp đến nó cám dỗ. Cái chàng trai kia đó nè, Thánh Linh ơi con đã làm gì? Thì Chúa nói, hãy nhân danh Chúa Giêsu mà đuổi cho đi. Thì hắn này có đức tin nhận nó này, trong danh Chúa Giêsu đến Satan ra khỏi ta. Amen. Giống như là Chúa Giêsu đuổi quỷ qua Phi-rơ vậy. Ở Satan nó lướt ra Satan. Bởi vì Chúa Giêsu biết là cái lời của Phi-rơ bây giờ không phải là không phải từ trên nữa, từ quỷ, phải không ạ? Này Chúa đuổi. Bởi vì cái lời này nó thuộc về thế gian, nó thuộc về ma quỷ chứ không thuộc về thiên đàng. Như vậy thì phải cần đuổi quỷ. Amen. Anh chị em phải đuổi quỷ liên tục. Ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúng ta nhớ lại cô hai không? Đại phúc chị hai ở đây là người già, là người già đây. Cô năm nay là bảy mấy tuổi rồi? 74 rồi. Tôi nhớ lại câu chuyện của cô. Tức là ông chồng đã chết lâu rồi. Hôm đó cô vừa nằm xuống giường cái tự nhiên thấy ông chồng về nhà. Nó bà xếp vào để tôi nằm xí. Cái bà theo cái cảm xúc gọi là bà xếp vào. Nhưng mà lúc đó Thánh Linh nhắc rằng là không phải chồng của con. Nhưng mà linh sự chết nó giả dạng chồng của con đấy. Nó về. Bà nói, nhân danh Chúa Giê-xu, kẻ lừa dối, đi ra khỏi ta. Ra khỏi phòng của ta. Lần thứ nhất nó chừng, lần thứ gì nó cũng dồn được. Nhưng mà lần thứ ba, đầy đứng tiền trong danh Chúa Giê-xu đấy. Ra khỏi phòng của ta. Xong ra cái ào mà đi mất. Amen. Và vẫn đủ quỷ được như thường. Amen. Amen. Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời dạy chúng ta lời của Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta, Thánh Linh ngự trong chúng ta và Thánh Linh của Chúa cũng muốn chúng ta luôn luôn nhờ cậy Thánh Linh và nhờ cậy Thánh Linh thì sống, nghe lời Đức Thánh Linh thì sống. Amen. Bước theo Thánh Linh thì sống. Và năm mới này chúng ta phải theo cách mới của Đức Thánh Linh. Amen. Thánh Linh đủ cách để chúng ta có thể theo. Nên chúng ta cần phải theo cách mới Đức Thánh Linh, không theo cách cũ của các bạn. Hội thánh Thyatira, đi hội thánh này cũng sao? Giê-xu-bên quý vụ
rồi họ cũng ăn của bốc thần tượng và phạm tội tà dâm cũng giống như hội thánh Đẹp Trâm. Thì như vậy thì Chúa cũng kêu gọi ăn năn, phải kêu gọi ăn năn, rồi gì nữa, phải thắng. Amen, phải thắng thôi. Ở đây tôi nói thánh tận nơi sao mà bảy hội thánh là có hai hội thánh giống nhau. Như vậy là cái vụ mà ăn đồ cúng với lại tà dâm này nó rất là phổ thông và rất là nhiều. Nên hai hội thánh đi giống nhau, dính nhau luôn. Và Chúa nói ăn năn xong là phải thắng hơn nó. Amen, không phải ăn năn xong là phạm tội, nhưng mà phải thắng hơn nó. Rồi tiếp tục nghe lời Đức Thánh Linh phán để Ngài dẫn dắt từng bước những ngày còn lại. Amen, amen, cảm ơn Chúa. Rồi hội thánh Sạc-kê thì như thế nào? Có tiếng sống nhưng mà là chết. Có tiếng là sống nhưng mà là chết. Có nghĩa là hội thánh có bộ mặt bên ngoài, hội thánh có cái nhà thờ thật lớn, hội thánh có đông người nhóm lại, nhưng mà bên trong không có gì hết. Không có thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng là một bên là sống, một bên là chết. Amen. Sống là có thánh linh thì nó sống. Chết có nghĩa là không có thánh linh, chỉ là văn tự mà thôi. Văn tự làm cho chết, nhưng mà thánh linh làm cho sống. Và Chúa Giê-xu nói rằng là hãy ăn năn, rồi gì nữa, phải thắng. Amen. Thắng thì có mới có phần thưởng. Nếu không thắng thì không có phần thưởng. Quý bạn chị em có muốn mình lên thiên đàng gọi là được cứu dường như qua lửa không? Không phải không? Được cứu dường như qua lửa có nghĩa là chúng bị ném trước hồ lửa là chú thương xót với chú. Người ta mặc áo trắng tuyệt vời còn mình bị xét đủ thứ. Chúng ta phải vào thiên đàng một cách rất là hiên ngang. Amen. Và chúng ta có phần thưởng của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta thắng hơn tà dâm, chúng ta thắng hơn của bóng thần tượng, chúng ta thắng hơn cái sự yếu đuối của mình, chúng ta thắng hơn cái sự gọi là hâm hập của mình. Tuy sống nhưng mà chết không thể như vậy được. Amen. Hậu thánh sống là sống chứ không thể là hậu thánh. Tuy sống nhưng mà là chết. Có ai hâm hập ngày hôm nay không? Chúng ta nhớ rằng là chúng ta ở trong một hội thánh, bởi vì nhiều chi thể cùng một thân thể mà chúng ta xuống với nhau. Chúng ta có thánh linh lãnh đạo, người lãnh đạo có thánh linh của Đức Chúa Trời thì hội thánh đó sống, và thánh linh của Đức Chúa Trời cũng ở trong từng người một và mỗi một người đều sống. Amen. Và chúng ta làm thế nào để giữ sự sống của thánh linh Đức Chúa Trời luôn luôn? Amen. Phải giữ, chứ còn nếu chúng ta không giữ được cái sự sống đó thì chúng ta sẽ chết đấy. Thánh linh cạn và thánh linh không còn trên đời sống của chúng ta. Chúng ta nhớ là 10 người nữ đồng trinh không ạ? 5 người còn dâu, còn 5 người kia hết dâu, mà hết dâu là chết. Mà nếu là chết thì không thể bước vào tiệc cưới được. Amen. Cửa đóng rồi, chết rồi. Như vậy thì 10 người đều sống hết, đều có dâu, đều có thánh linh của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ cuối cùng thì họ không còn dâu nữa, có nghĩa là bước vào sự chết rồi. Amen. Nên chúng ta phải sống. Nói với người bên cạnh bạn phải sống, chứ không là hâm hẩm nữa. Amen. Không thể để sự chết nó bước vào trong cuộc đời của chúng ta, mà phải sống. Amen. Mà sống thì bước vào thì cứ chỉ có. Amen. Mà không sống cửa đóng là bỏ lại. Bởi vì nhiều người cuối cùng rồi bị bỏ lại, bởi vì đâu có còn giàu đâu, đâu còn thánh linh để mà sống đâu. Phải không? Sự sống và sự chết luôn luôn có một đằng ranh rất rõ ràng. Amen. Không thể chết mà vào thiên đàng, bởi vì lĩnh vực của sự chết đó là thuộc về Satan. Chúa Giêsu chúng ta trong Hebrew đoạn 24 nói rất rõ rằng là chúng ta có thiên và huyết, nên Chúa Giêsu của chúng ta cũng có phần vào đó. Nên khi Ngài chết thì Ngài phá diệt kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương. Amen. Ngài phá diệt kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương, có nghĩa là Chúa Giêsu tiêu diệt quỷ vương cầm quyền của sự chết, bởi vì nó cám dỗ làm cho con người tội lỗi để bước vào sự chết, và nó cầm quyền tất cả những con người tội lỗi ở trong vương quốc sự chết. Nhưng mà Chúa Giêsu đã phá hủy quỷ vương và Chúa cầm chìa khóa của sự chết và ông phủ rồi. Amen, amen. Bây giờ Chúa Giêsu đem chúng ta từ nơi có lâm đến nước Satan, từ quyền lực của quỷ Satan để vơi được chiều trời rồi.
chúng ta ở trong vương quốc sự sống, có Thánh Linh dẫn dắt và chúng ta sống, sống và sống. Amen. Amen. Đừng có, chúng ta phải sống thật sự, đừng ăn theo. Nhiều lúc nhiều người thường hay ăn theo, có nghĩa là một gia đình một người đi nhóm là đủ rồi. Con người đi nhóm thôi, chúng như con người đi nhóm là đủ rồi, cả gia đình sống rồi. Có phải vậy không? Có nhiều người đại diện không à, nhiều gia đình đại diện thôi. Sống là từng người phải sống cho ông, phải là coi như ông cha đó sống cho mình nhà cả nhà sống hết. Amen. Chúng ta đồng sống với nhau, phải sống trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ai nấy phải đầy dạy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đầy dạy sự sống của Thánh Linh của Chúa Trời, chứ không phải là chỉ có một người trong nhà sống rồi chúng ta được cứu. Amen. Cảm ơn Chúa. Hậu thánh thi ba lên thi thì như thế nào? Giữ cái ơn mà Chúa ban cho. Chúa nói rằng là hậu thánh này, cái thánh thi này có một cái số người của hậu Satan này, ta sẽ ban cho các con mấy kẻ thuộc về cái hội đường của Satan, là những kẻ tự xưng là người Do Thái chứ thật ra không phải, nhưng chúng nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng đến quỳ gối dưới chân con và chúng sẽ biết rằng ta đã yêu con. Amen. Amen. Hội thánh này giống hội thánh của mình ấy. Hội thánh này giải cứu chữa lành, là hội thánh đã giải phóng những người thuộc về Satan, thuộc về hội đường của Satan. Nếu chúng ta không biết đuổi quỷ thì quỷ nó vẫn còn nguyên vẹn trong những con người thuộc về hội của Satan. Phải vậy không? Chúng ta biết là hội của Satan, nó thờ phượng Satan, và tất cả những con người chưa biết Chúa đều ở trong sự chết, đều dưới sự nô lệ của Satan. Chúng ta phải là người có uy quyền trên Satan. Chúng ta đuổi quỷ, chúng ta giải phóng những con người thuộc về hội đường của Satan. Amen. Và Chúa muốn chúng ta trở thành giống như hội thánh Phi-la đang phi này nè. Amen. Amen. Và Chúa nói rằng là phải thân. Amen. Phải không? Ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Người nào phán ta sẽ cho làm cột trụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời ta, và người nào chẳng bao giờ ra khỏi đó, ta sẽ viết trên người danh của Đức Chúa Trời ta và danh của thành phố Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới có từ trên trời, từ Đức Chúa Trời mà xuống, và danh mới của ta. Tôi tin rằng là ngày mà Chúa thành lập một nhà các mình á, đền thờ Jerusalem từ trên trời là Jerusalem mới từ trên trời mà xuống. Amen. Con người không cần phải xây dựng đền thờ nữa, mà Đức Chúa Trời đã xây dựng rồi, đền thờ mới đó sẽ xuống. Amen. Amen. Ghi rất rõ từ trên trời mà xuống mà. Và những người nào thắng á sẽ được trở nên là cột trụ của đền thờ của Đức Chúa Trời. Amen. Và tên của mình được ghi vào trong những cột trụ đó, là danh của Jerusalem mới được ghi vào trong cột trụ đó. Sướng không anh chị em? Quá tuyệt vời không à? Chúng ta đồng kỷ với Chúa trong ngàn năm mình đang á, trong trời mới và đất mới. Amen. Rồi cái hội thánh Lam Đi Xê thì như thế nào? Hâm hẩm, tự phụ, không cần ai hết. Nó là ta đủ rồi, ta giàu có rồi, không cần gì hết. Chúng ta dễ dàng đến cái chỗ tự phụ không? Rất là nguy hiểm mà. Và hâm hẩm, và không cần ai hết. Không cần Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hội thánh mà không cần Thánh Linh của Đức Chúa Trời là hội thánh chết. Amen. Và chúng ta hãy ăn năn. Ai thắng thì sao? Ta sẽ ban thưởng. Ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Amen. Ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Tại sao Chúa Giêsu lại nhắc mạnh bảy hội thánh đều có câu giống nhau như vậy? Chỗ nào cũng ai thắng thì được thưởng. Chỗ nào cũng ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Amen. Bởi vì Chúa Thánh Linh là đầu của hội thánh, là lãnh đạo của hội thánh, đấng thiết lập hội thánh của Chúa. Amen. Và Thánh Linh là vô cùng quan trọng. Nếu không có Thánh Linh thì không có sự sống. Không có Thánh Linh thì hội thánh nó chết. Nên hội thánh phải nghe lời Đức Thánh Linh phán. Amen. Mà không nghe Đức Thánh Linh phán thì chúng ta để ý đi. Lúc đầu chúng ta được phát tên trong Đức Thánh Linh, Thánh Linh phán và Thánh Linh dạy, có nói tiên tri đủ điều hết trơn. Nhưng mà sau thời gian nó yên lặng, yên lặng. Cái đầu bắt đầu mình không nghe Thánh Linh phán thì cứ làm thi riêng không? Bởi vì sao mình không phán làm thi riêng không?
sao ý cha được nên nhưng mà ý con được nên không? Phải không? Không còn ý cha được nên đâu. Thì đi riêng đường riêng, rồi theo sách thịt. Này Chúa Giêsu luôn luôn nhắc nhở mỗi hội thánh đều phải, ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Amen. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Thánh Linh ở đâu? Ở đâu có sự tự do? Thánh Linh ở đâu? Ở đâu có sự tự do? Amen. Không còn ở trong nô lệ nữa. Phải vậy không? Sự tự do có nghĩa là không còn nô lệ cho tội lỗi, không còn nô lệ cho Satan, không còn nô lệ cho tiền bạc, không còn nô lệ cho bất cứ những gì thuộc về thế gian này nữa. Anh chị em có nô lệ cho xác thịt. Chúng ta đi theo ý riêng là chúng ta nô lệ cho xác thịt. Phải vậy không? Phải nghe lời Đức Thánh Linh phán. Bởi vì những ngày tương lai của chúng ta, chúng ta không biết năm tới như thế nào, năm nay như thế nào, rồi 10 năm sau như thế nào, hay là bao nhiêu năm sau còn lại như thế nào, chúng ta không biết. Nhưng mà Thánh Linh biết, và Thánh Linh sẽ phán dạy chúng ta, chỉ dạy chúng ta. Đó là mục đích để chúng ta có thể tiến tới. Amen. Cái ngày mặc khải điều gì đó thì mục đích để chúng ta tiến tới. Amen. Hậu thánh của Chúa ngày hôm nay, chúng ta thấy được sự sống của Thánh Linh Đức Chúa Trời hành động, và nhiều người được chữa lành, nhiều người được giải cứu. Và năm mới này chúng ta cần phải được ơn của Chúa, giống như hậu thánh Philadelphia là giải cứu khỏi Satan. Nhưng mà giải cứu thì chúng ta phải đi ra, chứ mà không có người để giải cứu. Lâu ngày mà không có người mới thì chúng ta không có giải cứu gì hết, không có chữa lành gì hết, bởi vì hết thảy được làm hết rồi. Như vậy thì chúng ta dần dần đó là quen Thánh Linh luôn. Bởi vì giải cứu chữa lành là quyền năng của Thánh Linh bày tỏ. Amen. Quyền năng của Đức Thánh Linh bày tỏ, ân tứ Đức Thánh Linh bày tỏ, tình yêu thương của Ngài bày tỏ, thì chúng ta sẽ biết rằng là Thánh Linh Đức Chúa Trời luôn luôn ở với hội thánh, và luôn luôn ở với đời sống của chúng ta. Nếu im lặng như tờ, không có gì hết, đi sống nhưng mà chết, hay là hâm hầm, cái gì cũng được hết, hay là tự hụ, tôi bây giờ thánh, bây giờ giàu đâu cũng cần cái nữa hết. Họ thánh bên Âu Châu, họ thánh bên Mỹ Châu, họ giống như vậy, bởi vì có tiền dư mà thì mua đồ ăn chứ đâu cầm vô vai như thế. Bảo hiểm đầy đủ rồi, có bệnh nó vô, vô bệnh viện nhà nước trả hết, đâu cầm vô vai ra sai gì đó. Cho cái gì nó tận cùng, nó tìm cộng vào đó cái trên chứ. Đó là tự phục. Nên chúng ta cần phải hiểu được điều này. Năm mới chúng ta theo cách mới của Đức Thánh Linh. Amen. Một lần nữa hãy nói với người bên cạnh, năm mới này bạn có theo cách mới của Đức Thánh Linh. Và Thánh Linh sẽ làm cho bạn nhiều điều diệu kỳ lạ lùng vô cùng. Một người mà được Thánh Linh dẫn dắt, một người được Thánh Linh sức dầu bằng Thánh Linh còn quyền phép, người đó trở thành những người vĩ đại. Amen. Là những con người mà không phải là những người bình thường nữa. Giống như là Sao-lơ được sức dầu, Thánh Linh tác động và ông đã hóa ra một con người khác, hóa ra một người khác hoàn toàn. Và tôi nói với bạn trên trong hội thánh rằng là Thánh Linh khát khao muốn trò chuyện với quý vị. Điểm nổi bật của Đức Thánh Linh đó là thông công, muốn trò chuyện, muốn bày tỏ cho quý vị. Nhưng mà quý vị không nói chuyện với Đức Thánh Linh, không bày tỏ những gì với Đức Thánh Linh thì không thể nào Thánh Linh phán dạy điều gì được. Đức Thánh Linh muốn thông công, nhưng mà nếu không ai không thông công thì Ngài cũng im lặng luôn. Phải không ạ? Nhưng mà thông công với Ngài thì Ngài sẽ bày tỏ. Amen. Ngài có đủ mọi cách hướng dẫn chúng ta và chúng ta sẽ đến thành công. Năm mới đâu quý vị muốn thành công trong chức vụ không? Muốn làm vườn thành công không? Muốn làm công nhân hay là bất cứ gì thành công không? Tôi thấy từ khi dựng đến Adam Eva cho đến Thái Quyền, tôi thấy ý muốn của Đức Chúa Trời đó là con của Chúa phải tốt, con của Chúa phải giàu có thịnh vượng, con của Chúa phải bình an muôn thuở, con của Chúa phải là đầy dẫy quyền năng và rất siêu nhiên. Nên Chúa sai tiên tri này đến tiên tri khác dạy dỗ, Chúa sai đầy tớ này đến đầy tớ khác đi ra rao giảng phúc âm, đem những người bên ngoài nó vào hội thánh của Đức Chúa Trời để hưởng
cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, hướng mọi phước lành của Đức Chúa Trời, hướng sự bình an của Đức Chúa Trời, hướng sự sống đời đời, không có gì khác không. Nên chúng ta năm mới này bước thêm cấp mới của Đức Chúa Trời là chúng ta phải làm chứng nhân cho Chúa Giêsu, đem người khác vào trong hồn thánh của Chúa. Amen. Sẵn sàng không? Sẵn sàng không? Amen. Vừa rồi tôi với ban điều hành tổng hội đi thăm từ Bộ Nội vụ cho đến Bộ Công an, rồi bên Ban Tôn giáo Chính phủ, rồi bên Mặt trận Tổ quốc Chính phủ, rồi xuống các cấp tỉnh, rồi xuống địa phương. Nói rằng là hội thánh với chính quyền có một mục đích như nhau. Có nghĩa là muốn dân giàu nước mạnh, phải không? Muốn xã hội an ninh vui tươi phước lành, không muốn lộn này. Điều này là điều hội thánh làm, và chính quyền họ cũng phải làm như vậy. Đây là hội thánh với chính quyền đều có một mục đích thôi. Amen. Phải vậy không? Nên chúng ta thấy là đức tin không có việc làm, đức tin chứ. Đức tin không có việc làm không cứu mình được. Amen. Nó chết đi. Nên chúng ta phải làm. Chúng ta không có thể hưởng bình an, hưởng vui thỏa, hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, hưởng đầy đẩy quyền năng, tình yêu thương chan chứa của Đức Chúa Trời, rồi chúng ta ngồi đó hưởng, mà để người ta đang bị đùa lấy sự chết. Phải vậy không? Ví dụ như cô ca hút mà nếu mà không cứu em tai nạn thì sao? À, tức là mình không có ra gì hết, trước nhà mình không làm thì không có ra gì hết, phải không? Hậu thánh của Chúa mà không cứu tội nhân, không cứu những người bị đùa lấy sự chết, là chúng ta coi như là bỏ lơ đi như vậy là không được. Phải năm mới này theo cách của Thánh Linh, và Thánh Linh luôn luôn đồng hành với tất cả những người đi ra. Amen. Các môn đồ đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm việc với họ. Amen. Xác chứng lời họ bằng những dấu kỳ và phép lạ. Xác chứng lời họ bằng những dấu kỳ và phép lạ. Khi đi ra, Thánh Linh cùng làm việc, và khi người đó công bố điều gì, thì Thánh Linh sẽ xác chứng bằng phép lạ. Amen. Nên điều đó chúng ta luôn luôn ở trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, luôn luôn ở trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và Chúa muốn điều đại năng lên mà Chúa ban cho chúng ta, đó là phải đi ra, bắt đầu từ Jerusalem đến xứ Judea, xứ Samaria đến cùng trái đất. Amen. Amen. Mấy ông sứ đồ đó, ông có 5 ta lăng đi khắp nơi trên thế giới. Còn ai 2 ta lăng thì đi trong nước cũng được. Còn ai 1 ta lăng thì đi quanh hàng xóm nói chuyện mà được rồi, trong xã thì được rồi, 1 ta lăng rồi. Amen. Còn mấy ông một sứ 5 ta lăng, sứ đi khắp nơi trên thế giới. Còn anh chị em 2 ta lăng thì phải cầm lợi 2 ta lăng, 1 ta lăng phải cầm lợi, 1 ta lăng chắc không cho giống được. Amen. Amen. Bây giờ anh chị em từng nói chưa? Rồi đứng lên, mình đứng lên cùng nhau cầu nguyện. Có điều gì đó Chúa nhắc. Hãy ăn năn, chúng ta hãy ăn năn. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.